Kênh Tâm Linh Đa Vũ Trụ xin giới thiệu series Dì Hai Kể Chuyện Ma. Người kể chuyện Phạm Huy. Dì Hai bắt ma gà phần 3. Cơn ác mộng dì Hai vừa gặp cũng là minh chứng cho vụ này có nhiều điều khuất tất. Sở dĩ trong mơ dì biết được hồn ma kia đang giả dạng con trai dì, vì ngày mà thằng Miên mất, nó có nói với dì sẽ ra bờ sông Cerebok để câu cá, còn kêu dì giặt giùm nó cái áo trắng để nó đi học. Dì Hai đã mắng nó, kêu nó phải ở nhà tự giặt đi, vì dì Hai còn bận khách. Và thằng Miên còn nói một câu khiến cả đời này không bao giờ dì Hai quên được: "Má giặt giùm con đi, một bữa nữa thôi, bữa này là bữa cuối rồi, con không có nhờ má nữa đâu." Và rồi nó cắp cần câu chạy đi mất. Vừa kể cho tôi nghe, dì Hai vừa khóc tức tưởi. Không hiểu sao mình làm thầy bà kiểu gì mà không biết trước được việc con mình sẽ gặp nạn. Dì cứ tự trách bản thân mình như vậy. Nhưng thực chất, việc thằng Miên mất không hề đơn giản như vậy. Sâu xa bên trong nội tình còn nhiều điều uẩn khúc. Mà cái sự tình đó sau này mới biết rõ là có liên quan đến câu chuyện trước mắt: hai mẹ con bà Kim và thằng Thịnh. Ngay lần đầu gặp thằng Thịnh, dì Hai đã biết không phải chỉ có ma gà theo chân nó, vì nó sợ nắng, sợ gió, mà chỉ có người cõi âm theo thì mới bị như vậy. Thế nhưng cái kẻ đang nấp mình trong bóng tối kia quá giỏi lẫn trốn, không để lộ ra một chút sơ hở nào. Chỉ khi được hai ông mách bảo thì dì mới biết được thứ đó đang tồn tại bên trong thằng nhỏ. Bây giờ, trước khi trục ma gà ra, dì Hai phải trục được cái ác linh kia đã, vì thứ đó còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần ma gà. Gần 12 giờ đêm, bà Kim và thằng Thịnh chuẩn bị lễ xong xuôi đâu đó. Lập tức thằng Thịnh bước vào điện mà ngồi theo lời dì Hai. Dì Hai bắt bà Kim ra sân, chuẩn bị sẵn giấy tiền vàng mã, để khi mà oan hồn của bộ xương kia chấp nhận thoát ra thì lập tức đốt hết chỗ giấy tiền đó, coi như là oan hồn đã được siêu thoát. Tranh thủ lúc chỉ còn thằng Thịnh và dì Hai ở trong nhà, dì hỏi nó: "Con có sợ không?" "Dạ có." "Không lâu nữa đâu, dì sẽ giúp con trục những thứ dơ bẩn đó ra, dì hứa." Nó cúi đầu im lặng. Hồi lâu sau thằng Thịnh mới thỏ thẻ, giọng như nghẹn nghẹn: "Con không sợ ông đó, mà con sợ dì." Thấy dì Hai thắc mắc, thằng Thịnh lầm bầm nói tiếp: "Con biết dì đang cố gắng cứu con, nhưng mà sao con vẫn rất sợ dì. Có lúc con muốn nói mẹ con thôi đừng có qua nhà dì nữa, chắc không có sao đâu, nhưng mà cuối cùng thì con cũng không có dám nói." Dì Hai vẫn im lặng để thằng Thịnh nói hết câu chuyện. "Tối qua con có nằm mơ. Nghe đến nằm mơ thì dì chợt sững người. Con nằm mơ như thế nào?" "Con thấy có một người đàn ông hay là con trai gì đó, đại loại là lớn hơn con, đứng ở bên giường con khóc lóc, kêu con thức dậy đi, đừng có ngủ nữa, trễ giờ, dậy mà đi học, học để mà làm người, mà phải làm người chứ đừng có làm quỷ. Rồi khi mà con gật đầu đứng dậy đi ra khỏi nhà thì người đó cứ nói cái lý nhí cái gì trong miệng á. Con cố gắng nghe kỹ nhưng mà không có nghe được cái gì hết, chỉ thấy người đó vẫn đang khóc." Dì Hai mẩm đoán chắc là thằng Miên con dì, vì có thể thằng Miên muốn cứu thằng Thịnh. Dì Hai hỏi lại thằng Thịnh một lần nữa cho chắc: "Người mà con thấy trạc 15-16 tuổi đúng không? Người Kinh còn trẻ." Thằng Thịnh xua tay: "Dạ không, chừng 25-30 tuổi gì đó, người Tày." Hai tiếng người Tày như xoáy vào tâm trí của dì Hai lúc đó. Đêm qua dì cũng gặp một gã người Tày. Thằng Thịnh cũng vậy. Nhưng kẻ thì cản, còn một người thì kêu nó phải đi, đi để làm người, đừng làm quỷ. Dì Hai suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Lát nữa dì sẽ đưa con đi tìm họ. Chắc chắn không đơn thuần chỉ là con bị ám." Đúng lúc này bà Kim bước vào, cho biết đã chuẩn bị xong đồ cúng ngoài sân. Và rồi bà Kim, thằng Thịnh và dì Hai của tôi bắt đầu quỳ trước điện thờ. Dì Hai thắp nhang lên bàn thờ ông, sau đó dì Lê thân mình quỳ cạnh thằng Thìn. Đoạn dì Hai lấy chai rượu trắng dưới chân bàn thờ, uống một hơi hết phân nửa còn lại dì rưới hết lên người thằng Thìn. Sau đó chị bắt đầu khấn Bát Nhã Tâm Kinh. Cho những ai chưa biết thì Bát Nhã Tâm Kinh là bài kinh trừ tà có pháp lực mạnh nhất trong kinh Phật giáo. Bài kinh sẽ trừ tà ma, hóa giải ác niệm và giúp các vong linh được siêu thoát. Dì Hai khác những thầy mo ở vùng này. Bài kinh Bát Nhã được khấn xong thì dì Hai bảo thằng Thìn nhắm mắt lại. Thằng Thìn vừa nhắm mắt cũng là lúc nó quỳ thẳng lưng dậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Dì Hai hỏi nó: Thìn, bây giờ con thấy cái gì? Con thấy bắp, nhiều bắp lắm, một rẫy bắp rất lớn. Giọng thằng Thìn run run. Dì Hai hỏi tiếp: Con đang ở giữa rẫy bắp hả? Rẫy bắp của ai con biết không? Dạ không. Lạ lắm. Tối nữa. Con còn thấy gì nữa không? Có người, có một người phụ nữ. Dì Hai lại hỏi dồn: Là người Kinh hay người dân tộc? Con có quen người này không? Dạ người Kinh. Con không có quen. Cái người này đang xua tay đuổi con đi. Bà ta đang mắng chửi con cái gì đó, sao quá con không nghe rõ. Dì Hai nói: Con nhìn xung quanh còn cái gì nữa không? Bất thình lình thằng Thìn thốt lên: Kìa, kìa, cái ông người Tày hôm qua, ông đứng sau lưng bà đó. Ông đang làm gì? Dạ, ông đang vừa khóc, ông vừa quỳ lại. Dì Hai lại hỏi gấp hơn: Quỳ lại ai? Thằng Thìn nói: Dạ, lại con. Ông quỳ ông lại con. Dì Hai lớn giọng như ra lệnh: Thìn! Dạ! Cứu ổng ra! Chạy vô đó cứu ổng ra! Nhưng mà con sợ. Dì Hai của tôi lúc này dứt khoát hơn: Thìn! Con là người sống, họ phải sợ con, nhanh lên! Thằng Thìn dạ một tiếng rồi cắn môi cắn lợi, mồ hôi trên trán nó ướt đẫm. Nó vẫn quỳ ở đó, nhưng qua cuộc nói chuyện của dì Hai, mẹ nó biết rằng nó đang phải trải qua một thứ gì đó rất kinh khủng. Bà Kim níu tay áo của dì Hai khẩn khoản: Chị Hai ơi, chị kêu con em đi đâu vậy chị? Lỡ nó có bề gì? Dì Hai giải thích tất cả cho bà Kim, nhưng vẫn không rời mắt khỏi thằng Thìn. Chị Kim nhớ cái bộ xương mà chị với thằng Thìn đào được hay không? Không phải hai người lỡ tay vô tình đào trúng đâu. Chính quan hồn của bộ xương muốn hai người tìm được. Và tại sao người đó làm như vậy thì tôi chưa rõ. Bà Kim giọng trách móc: Vậy chị Hai sao không đánh đuổi cái dông đó đi, đừng có cho ám lấy thằng Thìn nữa. Tôi không phải thầy trừ ma, tôi giúp họ siêu thoát. Lý lẽ của dì Hai khiến bà Kim không thể nói thêm được gì. Mặc dù chưa hiểu nhiều sự tình, nhưng bà lo lắng nhìn sang thằng Thìn thì bất chợt nó thốt lên: Đi với con này chú. Dì Hai thở phào nhẹ nhõm, định nói cái gì đó với thằng Thìn thì đột nhiên nó hú hét lên. Giọng nó khàn khàn, tông giọng ngang phè như của người dân tộc. Vừa nói nó vừa khóc: Cứu, làm ơn cứu tôi. Mấy người, có ai ở đó không? Có ai nghe thấy không? Cứu tôi với, trời ơi! Chị Kim, đốt giấy tiền! Dì Hai hét lên rồi lập tức nắm lấy tay thằng Thìn. Thằng Thìn run run, trợn trắng, sùi bọt mép. Bên ngoài sân, bà Kim bật quẹt đốt giấy tiền. Đột nhiên gió thổi mạnh, quần quật như vũ bão. Giấy tiền vàng bạc bị bay quá nữa, lửa không thể thắp lên được. Bà Kim lo sợ chạy theo, chộp lấy những xấp giấy tiền đang bị thổi lăn lóc dưới đất. Chẳng may bà dấp té, đập đầu xuống đất. Dì Hai bên trong nắm chặt thằng Thìn, có vẻ như nó không thể chịu nổi. Vong linh kia đang ở bên trong thân xác của nó. Dì Hai chỉ giữ cho nó không ngã bật ra mà thôi. Chị Kim, nhanh lên, không là không cứu được nữa đâu. Nghe tiếng dì Hai hối thúc, cú té vừa rồi khiến bà Kim bị choáng. Đã có vết máu rỉ ra từ trán bà Kim. Miếu máu trở lại với xấp giấy tiền. Gió thì cứ thổi dù dù. Bà không còn cách nào thắp được lửa lên. Dùng hết cả người che đóng giấy tiền vàng mã lại. Bà Kim nắm chặt tay vào mặt dây chuyền Phật đang đeo trước ngực, thổn thức, vừa khóc vừa cầu xin: Con xin lỗi, con xin lỗi, xin hãy giúp con của con sai nhiều rồi, mà con chỉ có đứa con này thôi, xin hãy giúp con của con. Lời khẩn cầu của bà Kim hình như cảm động được bề trên. Gió ngừng thổi chỉ vài phút, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để bà Kim mồi được một đốm lửa nhỏ. Giấy tiền vàng bạc chỉ vài giây là đã cháy nghi ngút. Có lẽ nhóm người bên kia đã chịu nhận lấy những thứ này để tha cho thằng Thịnh và cả người đàn ông dân tộc Tây. Giấy tiền vàng bạc cháy hết, gió cũng từ từ trở lại như ban đầu, nhẹ nhẹ và du dương như ai đang hát. Đêm khuya tĩnh mịch, thằng Thịnh mở mắt ra, thoải mái hơn. Nó kể: "Con thấy cái ông người Tây đó vừa quỳ lại vừa khóc, xong rồi ổng chạy thật nhanh ra cánh cổng làng. Lúc đó là dì gọi con tỉnh dậy. Giờ con thấy khỏe hơn nhiều lắm rồi." Dì Hai lúc này mới nói cho hai mẹ con biết: "Người cõi âm tìm đến chúng ta chỉ có hai lý do. Một là chúng ta đã đắc tội với họ, hai là họ cần sự giúp đỡ. Bộ xương mà hai mẹ con đào được cần sự giúp đỡ, và giúp họ siêu thoát cũng là cách để giúp thằng Thịnh." Tiếng gà gáy sáng sớm. Mặt trời nhanh chóng lên quá nửa ngọn tre già. Đã đến chánh ngọ, tức là 12 giờ trưa. Thằng Thịnh bị mẹ nó và dì Hai trói tay chân lại, dùng roi dâu quất vung vút vào lưng. Nó kêu la mấy tiếng thì dì Hai cũng ngừng tay. Dì Hai dặn nó về nhà trai giới, ăn uống thuần chay một tháng rồi quay trở lại dì xem. Khi nghe dì Hai kể đến đây, tôi cũng giống như các bạn, khá thắc mắc khi ma gà nếu trục dễ dàng như thế, tại sao lúc đầu dì Hai lại nói với mẹ con thằng Thịnh là rất khó. Dì Hai kể lại: "Bởi vì lần đầu tiên gặp thằng Thịnh, nó đóng cửa không phải che ánh nắng mặt trời, mà vì dì cũng biết nó đã nhìn thấy ngoài đường đi có ai đó cứ quỳ dưới đất, hướng về phía thằng Thịnh chắp tay lại lia lịa. Dì Hai phải giả vờ như đang trị ma gà và không hề biết sự thật đó, bởi vì sâu xa đằng sau còn có cả một âm mưu khổng lồ đang nhắm về phía dì Hai." Sau khi trục được ma gà ra, bà Kim và thằng Thịnh chuẩn bị đi về thì xảy ra thêm một việc nữa. Dì Hai căn dặn thằng Thịnh cũng như là mẹ nó: "Thịnh à, trong lúc cứu cái vong đó, con đã vô tình mở được luân xa 6-7 rồi. Bắt đầu từ bây giờ con sẽ gặp nhiều thứ đó hơn, nên con phải thuần chay trong một tháng rồi quay trở lại đây, dì đóng luân xa lại cho con." Bà Kim nghe đến đó thì hơi lo lắng: "Như vậy thì nó có dễ ám hại con tôi không dì Hai?" Dì Hai vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật: "Không đâu, vì nó cứu được một vong hồn đi đầu thai rồi. Bây giờ pháp của nó còn mạnh hơn cả tôi." "Dì Hai ơi, có người muốn gặp dì." Thằng Thịnh đột nhiên thốt lên, khiến dì Hai và bà Kim như chết lặng. Thằng Thịnh tự động tiến đến quỳ gối trước bàn thờ và bắt đầu rơi vào trạng thái bần thần như hôm trước. Nó nhoài người quỳ mọp trước điện. Bà Kim gọi nó cũng không trả lời. Dì Hai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dì nói với bà Kim: "Chị Kim cứ im lặng, có chuyện gì xảy ra cũng không được nói." Bà Kim gật đầu lia lịa. Và rồi dì Hai của tôi với tay lên bàn thờ, lấy một ngọn đèn và để trước mặt thằng Thịnh. Gió thì vẫn rì rào ngoài cửa sổ. Ánh nắng trưa dẫu gay gắt nhưng không thể lọt tới nổi điện thờ. Ngọn đèn phất phơ từng ánh lửa đập lè, luồng sáng tạt vào mặt dì Hai từng đợt. Ngọn đèn dầu ở giữa hai người không quá sáng, nhưng cũng đủ để thấy rõ dáng người còng còng của thằng Thịnh. Nó đang từ từ ngồi dậy. Dì Hai hỏi nó: "Thịnh?" Nó lắc đầu. Dì Hai hỏi tiếp: "Vậy thì ai đây?" Người này im lặng, từ từ mở mắt ra, nhìn vào mặt dì Hai rồi bắt đầu khóc. Nước mắt rơi lã chã. Bà Kim theo dõi nãy giờ cũng hoảng sợ, nép một góc mà khóc theo. Nhân dạng đó tuyệt đối là của thằng Thịnh, nhưng ánh mắt u uất kia hoàn toàn là của một người khác. Người này cứ trừng trừng nhìn dì Hai. Hai dòng nước mắt cứ rơi mãi. Dì Hai hỏi: "Cho tôi biết là ma hay là quỷ?" Cửa nhà, cửa sổ đột nhiên đóng sầm lại cùng một lúc. Bà Kim giật mình, sợ mình sẽ hét lên nên tự dùng tay bịt chặt miệng lại. Còn kẻ bí ẩn kia thổn thức: con là Miên nè má. Dì Hai hốt hoảng, đúng là giọng của thằng Miên. Nhưng đột nhiên dì lại nhớ giấc mơ đêm qua, có cái thứ quỷ quyệt nào đó cứ cố gắng lừa gạt dì. Dì gằn giọng hỏi nó: tụi mày định lừa tao nữa hả? Vong hồn đang trong xác thằng Thịnh khóc lóc: Là con thật. Ngày con chết, trước khi đi câu cá, con có nói má giặt đồ giùm con bữa cuối. Má nhớ mà đúng không? Dì Hai chỉ đợi bấy nhiêu đó, dì ôm chầm thằng Thịnh. Đúng rồi, trong cái thân xác này là oan hồn bạc mệnh của đứa con trai duy nhất mà dì có. Thằng Miên cũng ôm chầm lấy dì. Hai mẹ con khóc nức nở. Nhưng lập tức nó nói ngay với giọng đầy sự gấp gáp: má, con không có nhiều thời gian. Có hai gã người Tày. Nghe đến đây dì Hai thoáng giật mình. Thằng Miên gấp gáp nói tiếp, có vẻ như nó không còn nhiều thời gian thật. Một kẻ cản má tiếp tục: vì thằng Thình sẽ chết và rồi nó cũng sẽ giống như con. Còn một người thì tìm mọi cách cho mẹ con thằng Thình đào được quyệt của họ lên, nương nhờ thằng Thình cố gắng liên lạc với má. Thằng Miên đang nói thì đột nhiên có gió thổi mạnh, bật tung cửa sổ nhà ra. Thân xác thằng Thình gục mặt quỳ mọp xuống điện thờ. Dì Hai lay nó thật mạnh: Miên ơi, con còn đó không con? Thằng Miên không trả lời nữa, hình như nó đã đi khỏi. Và từ chỗ điện thờ, gió làm phất phơ cái rèm cửa sổ. Dì Hai nhìn len lỏi qua ô cửa nhỏ hẹp. Bên kia đường, chỗ góc đa đầu làng, có ai đó đang nhìn thẳng vào nhà dì Hai với ánh mắt dò xét. Người đó thấy dì Hai đang nhìn mình, vội lẫn ra phía sau góc đa, rồi đi thẳng xuống mé ruộng mất dạng. Chính là hắn, gã đàn ông người Tày dì đã thấy trong giấc mơ. Ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu khiến gương mặt dì Hai sắc lạnh. Dì lờ mờ đoán được điều gì đó, và dì nói với bà Kim đang run rẩy ở xó nhà: có ai đó đang dùng tà thuật để thu thập vong linh người đã khuất. Xứ mình sắp tới đây nhiều chuyện sẽ xảy ra lắm.